Phía rơi nhất đoạn 1 từ câu 6 tới câu 9 và tôi xin được đọc. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Ngài là đón anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Và câu gốc làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay là Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 7. Và mời hội thánh cùng đọc câu gốc này 2 lần. Và chúng ta bắt đầu. Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Và một lần nữa, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Xin kính mời thánh cùng ngồi. Và chủ đề của bài giảng sáng hôm nay là lửa thử vàng. Và mời mục sư Hứa Trung Tín lên phân phát lời của Chúa. Xin trân trọng kính chào hội thánh. Trước khi chúng ta học lời Chúa thì tôi cũng nhắc lại là hôm nay là tuần thứ nhì cho cái việc mình dâng hiến cho các công việc Chúa tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, những nước đang bị động đất. Thành ra cuối giờ này thì chúng ta sẽ coi tất cả cái số tiền dân và ban chấp hành cũng sẽ quyết định gửi một cái số tiền chung với tiền quý vị dân gửi về cho Kama, là cái cơ quan về từ thiện, về giúp đỡ người khó khăn của Tổng hội, để chúng ta có thể hỗ trợ những cái công tác ở tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Một tuần trôi qua, quý vị có thấy phước hạnh trong tuần lễ vừa qua không ạ? Có. Sao thấy buồn vậy? Hai tuần qua đối với tôi là rất là phước hạnh. Tuần trước thì tôi nghe một cái tin vui là thương đậu quốc tịch Mỹ rồi, thi và cuối cùng đậu, cảm ơn Chúa rất là nhiều. Cuối tuần rồi đó thì tôi có cơ hội đến hầu việc Chúa tại một cái hội thánh rất là lạ, Albuquerque ở bên New Mexico. Có một cái nghịch lý là tôi đi gần không được nhưng mà đi xa thì được, thành ra đi. Và ở nơi đó tôi được, thật sự tôi nhận được sự chúc phước từ nơi hội thánh của Chúa, từ những người mà tôi được gặp trong hội thánh đó, rất là đặc biệt. Tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Tuần rồi cũng là một tuần phước hạnh khi tôi có cơ hội đọc một cái quyển sách hay. Rồi tối hôm qua thì có cái Valentine Party của ban tráng niên, cũng rất là vui. Có cái cơ hội gặp lại các anh chị em của mình, rất là đông đảo. Sáng nay thì tôi rất là bất ngờ khi bước ra cửa và gặp Brian. Sáng hôm qua chúng tôi vẫn còn cầu nguyện cho ông. Sáng nay thì ông ở tại nơi đây, Chúa ban sự chữa lành cho Brian. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh lớn nhất của tôi trong tuần qua là cuối tuần qua vợ tôi đi vắng, tôi được ở nhà một mình. Lâu lắm rồi mới thấy có một cái hít thở được không khí tự do, không có gì quý hơn độc lập tự do mà. Nói tối hôm qua mấy anh chị em hỏi tôi rằng là vợ đi vắng rồi ăn cái gì, tôi kêu đo đá thôi. Và tôi được 3 ngày ăn những gì mình ao ước, thành ra là thấy nó cũng hạnh phúc. Nhưng mà thì chiều nay bắt đầu thử thách sẽ trở về, thành ra thì thôi. Nhưng mà thật ra nói cho vui vậy thôi. Chứ trong tuần vừa qua cái điều mà tôi thấy phước hạnh nhất á, là cái thời giờ của tôi với 4 câu kinh thánh ở trong Phi-e-rơ thứ nhất tầng 1 từ câu 6 đến câu 9. Tôi dành rất nhiều thời giờ cho 4 câu kinh thánh này, suy gẫm nó trong suốt những ngày trong tuần, có cơ hội ngồi trên máy bay để suy gẫm. Rồi Chúa lại cho tôi gặp những người họ hoàn toàn xa lạ với mình, và không biết như thế nào họ lại cũng chia sẻ với mình về những cái điều này. Tối hôm qua tôi khởi đầu một cái quyển sách mới để tôi đọc, và không biết Chúa lại cho phép tôi lại đọc những cái điều mà nó cũng liên quan đến phần đoạn kinh thánh này. Tôi thấy Chúa ban phước cho mình và cảm ơn Chúa về tất cả những điều này. Năm câu đầu chúng ta nói với nhau về những cái thần học rất là quan trọng. Thiệt ra thần học đúng đắn đó là điều rất là quan trọng luôn quý vị, bởi vì thần học đúng đắn nó giúp chúng ta hiểu biết một cách đúng đắn về Đức Chúa Trời,
hiểu biết đúng đắn về lời của Chúa, về ý muốn của Chúa và về công việc của Ngài. Nhưng rồi cái mục đích cuối cùng của thần học đúng đắn không phải là chính nó. Mục đích cuối cùng của thần học không phải là thần học, mà là để giúp cho chúng ta, những người bước đi với Chúa, sống đúng đắn ở giữa cuộc đời này. Ở những điều mà sứ đồ Phi-rơ nói trong 5 câu đầu tiên của chương thứ nhất, thật ra nó là những điều tuyệt vời luôn. Bởi vì nó khiến cho chúng ta nhận ra những cái giáo lý vô cùng quan trọng khi chúng ta thấy được cái phước hạnh lớn lao mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bởi ân điển. Thế nhưng vấn đề đặt ra rằng những cái phước hạnh thiêng liêng đó cùng với cái sự trông cậy sống nơi một cái cơ nghiệp mà sứ đồ Phi-rơ nói rằng không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành cho cái từng trời, nó có ý nghĩa gì cho những độc giả đầu tiên mà họ đọc cái lá thư của sứ đồ Phi-rơ? Tất cả những cái hy vọng đó, những cái tương lai đó, những cái cơ nghiệp không hư đi đó, nó có ích lợi gì khi mà họ nhìn lại và họ thấy rằng Nero đang ngồi trên ngôi vua của đế quốc La Mã hùng mạnh và cơn bách hại khủng khiếp đang ở trước mặt họ. Ở trong câu thứ 6, sứ đồ Phi-rơ viết rằng anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Lời tới của Chúa không hề lừa dối tín hữu như người nhận thư. Ông không hề nói với họ rằng khi họ tin Chúa thì Chúa sẽ ban phước cho họ về phương diện thuộc thể nè, họ sẽ may mắn nè, họ sẽ làm ăn thuận lợi nè, họ sẽ thịnh vượng nè, họ sẽ khỏe mạnh nè, mọi người sẽ tôn trọng họ nè, không ai làm hại đến họ. Không, Phi-rơ không lừa dối họ. Phi-rơ nói với họ rằng họ sẽ bị thử thách, họ sẽ bị đau đớn, họ sẽ bị thống khổ, họ sẽ bị buồn rầu. Nhưng rồi ông nói với họ rằng họ sẽ vượt trên tất cả những cái thử thách này, họ sẽ kinh nghiệm cái niềm vui và sự bình an đến trên họ bất chấp cái hoàn cảnh mà họ đang đối diện. Tôi nghĩ rằng khi mà Phi-rơ viết những cái dòng này ở trong mở đầu bức thư, có lẽ Phi-rơ đang nhớ đến Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cũng trải qua những cái khốn khó trong cuộc đời của Ngài. Nhưng lời của Chúa nói rằng Chúa đã vui mừng dù rằng Gethsemane và Gô-gô-tha ở trước mặt Chúa. Trong cái bài lời cầu nguyện của Chúa ở trong văn đoạn 17 trước khi Chúa chịu khổ, thì Kinh Thánh ghi rằng nhưng lời cầu nguyện của Chúa cầu nguyện với Cha rằng nhưng bây giờ con về cùng Cha và đương khi còn ở thế gian, con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dậy sự vui mừng của con. Trước mặt Chúa là Gethsemane, là những giờ phút mà Chúa phải đổ lòng mình ra Chúa cầu nguyện mà giọt mồ hôi như máu. Trước mặt Chúa là Gô-gô-tha, và Chúa lời cầu nguyện của Chúa cho Đức Chúa Cha rằng Chúa nói là Chúa chia sẻ, Chúa dạy dỗ cho các môn đệ của Chúa những điều này để làm gì? Để lòng họ được đầy dậy sự vui mừng của con. Chúa kinh nghiệm sự vui mừng trong những cái sự khốn khó nhất. Chúng ta thấy rằng trong câu 6, sứ đồ Phi-rơ nói rằng anh em vui mừng về điều đó. Điều đó là điều gì? Điều đó chính là những gì mà sứ đồ Phi-rơ nói đến ở trong câu 3 và câu 5. Điều đó là cơ nghiệp đời đời trong tương lai được ban cho những người được chọn. Thế thì có cái gì liên kết giữa câu 5 và câu 6? Khi ông nói rằng là khi anh em đối diện với những cái sự đau buồn đó, thì anh em hãy liên kết với cái niềm vui, với cái sự trông cậy mà anh em sẽ có được ở trong cái cơ nghiệp đời đời. Ông rõ ràng ông đặt kết nối cái sự trông cậy nơi cơ nghiệp đời đời và những thử thách trong hiện tại. Như vậy chúng ta nhận ra tại nơi đây, Phi-rơ muốn nói với các tín hữu, họ đang đối diện với những cái khó khăn thử thách trong hiện tại, và họ cần phải đối diện với những cái khó khăn thử thách này bằng cái nhìn thiên thượng, bằng một cái nhìn thuộc linh, bằng một cái nhìn về tương lai. Nếu chúng ta nhìn những cái gì trước mắt chúng ta bằng cái nhìn trong hiện tại, chúng ta sẽ không vượt qua được. Và đó cũng là kinh nghiệm của Chúa chúng ta ở trong Hebrew đoạn 12 câu 2 là Chúa ghi rằng Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Làm sao Chúa Giê-xu có thể đối diện chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục? Là vì Chúa đặt sự vui mừng ở trước mặt mình. Chúa có một cái nhìn thuộc linh, một cái nhìn về tương lai, một cái nhìn trong sự trông cậy. Và bởi đó Chúa chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Và đó cũng là điều mà sứ đồ Phi-rơ muốn cho độc giả của ông và cho chính chúng ta ngày hôm nay nhìn về những cái khó khăn thử thách trong đời sống chúng ta. Phần đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay rất là ngắn, chỉ có 4 câu thôi. Nhưng phần đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta một cái nhìn thuộc linh về thử thách, về mục đích của thử thách, những cái kết quả của thử thách và cái cách mà chúng ta đối diện với thử thách. Trước hết chúng ta nói về cái đặc tính của thử thách. Có 4 cái đặc tính ở trong câu số 6, và câu số 6 ghi rằng anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lòng.
anh em vui mừng về điều đó. Nếu quý vị nhìn trên màn hình, quý vị thấy ở dưới có một cái câu tiếng Anh. Và nếu chúng ta so giữa câu tiếng Việt và câu tiếng Anh, nó trong bản dịch tiếng Việt của mình nó thiếu một cái chữ, đó là nếu cần thiết. Đúng không? Nó thiếu một cái chữ if necessary. Chúng ta thiếu cái chữ đó. Và nếu mà chúng ta hiểu, nếu mà chúng ta dịch, tôi tạm dịch cho nó sát với cái bản gốc á, thì chúng ta có thể dịch rằng anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay trong một thời gian ngắn, trong một thời gian ngắn, nếu cần thì anh em phải đau buồn về những thử thách khác nhau. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa rằng ông Peter nói rằng những thử thách đến cho chúng ta là cần thiết. Những thử thách đến cho chúng ta không phải là vô tình. Nếu cần, nếu cần, nếu chúng ta cần, Chúa sẽ ban cho chúng ta sự thử thách. Như vậy chúng ta thấy rằng sự thử thách là cần thiết. Nói một cách khác, sự thử thách có một cái mục đích của nó. Thế thì vì sao chúng ta nói rằng sự thử thách là cần thiết? Hay chúng ta có thể nói rằng cái mục đích của thử thách là gì? Tôi nghĩ có ba điều. Thứ nhất, vì nếu như chúng ta không có thử thách thì chúng ta sẽ không thật sự nhận biết cái tình trạng thuộc linh của mình như thế nào. Chúng ta cần có thử thách để chúng ta biết cái tình trạng thuộc linh của chúng ta. Chúng ta nhớ một điều rằng ngày hôm nay cái mục đích của chúng ta khi chúng ta thử thách một người là để làm gì? Để chúng ta biết người đó rõ hơn, đúng không? Ví dụ như bây giờ tôi là một người chủ của một cái shop, bây giờ tôi muốn mướn một người thì tôi sẽ đưa ra những cái bài test, những cái thử thách người đó để làm gì? Để tôi biết người đó rõ hơn. Nhưng mục đích của Đức Chúa Trời khi thử thách chúng ta không phải là để Chúa biết chúng ta rõ hơn, mà là để chúng ta biết mình rõ hơn. Chúa biết chúng ta hết. Chúng ta thử thách người khác là để cho chúng ta biết họ, nhưng Chúa thử thách chúng ta là để chúng ta biết mình. Chúa biết mình mà, Chúa không cần thử thách. Nhưng Chúa thử thách chúng ta để chúng ta biết mình rõ hơn. Cái điều thứ nhì đó là khi chúng ta biết mình rõ hơn, khi chúng ta nhìn thấy cái tình trạng thuộc linh của mình, thì khi đó chúng ta mới thật sự biết nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Thử thách chưa tới, ai trong chúng ta cũng thấy mình rất là ngon lành. Thử thách tới chúng ta mới thấy mình là một con người khiếm khuyết. Thành ra Thi Thiên 119 câu 71 tác giả nói rằng: tôi đã bị hoạn nạn, thật điều đó lấy làm phải, hầu cho tôi có thể học theo luật lệ của Chúa. Tôi bị hoạn nạn, thật lấy làm phải, để làm gì? Để cho tôi học theo luật lệ của Chúa. Thử thách khiến chúng ta biết mình. Khi chúng ta biết mình rồi thì chúng ta nhờ cậy Chúa. Và khi chúng ta biết mình rõ hơn, chúng ta biết nhờ cậy Chúa nhiều hơn, thì khi đó đức tin của chúng ta trưởng thành hơn. Câu số 7 phần A nói rằng: hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa. Vàng cần có lửa để trở nên tinh rồng, để trở nên có giá trị, để hữu ích. Và chúng ta cũng cần thử thách để trưởng thành, để hữu ích cho công việc Chúa, để sống một cuộc đời làm vinh hiển Chúa. Bản chất của sự thử thách bắt bớ đó là sự thử nghiệm để rồi cơ đốc nhân trở nên vững vàng, mạnh mẽ và xứng đáng với nó. Gia cơ viết ở trong đoạn 1 câu 2 đến câu 4 là: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Thành ra chúng ta có thể thấy một điều rằng đức tin mà không có sự thử nghiệm, đức tin mà không có thử thách thì nó không đáng tin cậy. Đức tin chỉ có thể đáng tin cậy khi trải qua những thử thách. Sứ đồ Phao-lô khi viết thư cho thánh Philip đoạn 1 từ câu 27 đến câu 30, ông nói rằng là ông nhìn anh chị em mình mỗi ngày đối diện với sự bắt bớ, sự chống đối của cái xã hội, của cái thế gian xung quanh này. Và câu 28 ông nói rằng là khi ông nhìn thấy đứng vững, ông thấy anh chị em mình đứng vững trong đạo Chúa, đứng vững ở trong phúc âm, thì ông nói rằng điều đó là một chứng nghiệm, chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rồi. Một con cái của Chúa đối diện với những cái thử thách, và sứ đồ Phao-lô nói rằng đó là một cái bằng chứng, những con người bắt bớ thử thách anh em họ bị hư mất, và anh em những người đứng vững trong cái thử thách đó, đó là những người được cứu rồi. Thành ra đức tin mà không có thử nghiệm thì không đáng tin cậy. Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta rằng cái đặc tính đầu tiên của thử thách đó là sự cần thiết. Cái đặc tính thứ nhì ông nói cho chúng ta biết rằng thử thách có một cái đặc tính, đó là thử thách mang tính chất tạm thời. Sứ đồ Phao-lô nói rằng sự thử thách khiến cho tín hữu phải buồn bã trong bao lâu? Trong ít lâu. Tôi suy nghĩ hoài, ít lâu là bao lâu? Lâu là lâu theo cái đồng hồ của ai? Đồng hồ của người ta hay là đồng hồ của Đức Chúa Trời? Cái đồng hồ của Đức Chúa Trời là mệt à,
tại vì chẳng ngàn năm của con người đứng trước mắt Chúa chỉ như cái chớp mắt thôi, thành ra ít lâu mà theo Chúa nghĩ là mình hay mệt á, ít lâu là bao lâu? Chứ thiệt ra chúng ta không biết ít lâu là bao lâu, nó tùy thuộc vào cái việc là cái điều đó nó có cần cho chúng ta không. Cuộc đời chúng ta còn cần để trưởng thành đức tin thì Chúa còn thử thách chúng ta. Cuộc đời chúng ta còn chưa tinh luyện như vàng, Chúa còn thử thách chúng ta. Cuộc đời chúng ta còn có những điều thiếu sót, Chúa còn thử thách chúng ta. Ít lâu đó chúng ta không biết, ít lâu đó có thể nó chỉ là một vài ngày, nhưng ít lâu đó cũng có thể rằng nó sẽ kéo dài hơn nữa. Và có thể lắm ít lâu đó nó không chỉ là một phần ngắn ngủi trong cuộc đời chúng ta, nó có thể là cả cuộc đời này. Và khi sứ đồ Phi-e-rơ nói một câu rất là đơn giản là anh em hãy vui mừng vì điều đó, dầu hiện nay nên chịu sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, thì trước mắt các tín hữu mà họ nhận thơ của Phi-e-rơ, đó là cuộc bách hại vô cùng kinh khiếp của Nê-rô. Và trong cái ít lâu đó, nhiều người đã mất đi những người thân yêu. Trong ít lâu đó chúng ta bị cô đơn, chúng ta bị bệnh tật, chúng ta bị nghèo khó, chúng ta khóc than, chúng ta bị những người xung quanh áp bức và ngược đãi. Và nếu chúng ta nhìn trong cái nhìn của tổng thể cả hội thánh chung, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái sự thử thách này, có một số những người trong chúng ta đang ở ngay giữa những thử thách đó. Và không có ai trong hội thánh của Chúa, không có ai trong thân thể của Chúa được tự do, trong khi một số người khác đang bị đau khổ. Thành ra nếu mà chúng ta nhìn về một phương diện rộng lớn trên hội thánh của Chúa, thì cái ít lâu đó có nghĩa là toàn bộ của thân thể của Đấng Christ đang chịu đau khổ trong thời gian hiện tại. Và cái ít lâu đó nó sẽ kéo dài cho đến khi Đấng Christ trở lại. Nhưng mà cho dù thời gian có thử thách là bao lâu, thì so với cõi đời đời, so với sự vinh hiển đang chờ đợi các tín hữu, so với cái cơ nghiệp đời đời không hư nát mà họ sẽ bước vào, thì cái thời gian đó thật là ngắn ngủi và ít lâu. Tôi đọc thơ Côn Tô thứ 2. Côn Tô thứ 2 chương thứ 11 là phân đoạn kinh thánh mà không ai chúng ta muốn đọc. Tại vì ở nơi đó sứ đồ Phaolô viết ra những cái khốn khó mà ông phải đối diện, kinh khủng khiếp những cái gì mà ông phải trải qua. Thế nhưng trước đó trong Côn Tô thứ 2 đoạn 4 câu 17 câu 18 thì ông viết rằng vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Ôi quý vị ơi, nếu chúng ta đọc trong Côn Tô thứ 2 thứ 11, chúng ta thấy là những cái gì mà ông đối diện nó kinh khủng khiếp lắm, chứ nó không đơn giản. Nhưng ông nói rằng là nó là nhẹ và tạm. Nhẹ và tạm so với cái gì? Nhẹ và tạm so với sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Và đầy tớ Chúa nói trong câu 18 rằng bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Như vậy thì sự thử thách có đặc tính là nó là cần thiết, nó là tạm thời. Và đặc tính thứ ba, thử thách mà Chúa đem đến cho chúng ta, nó nặng nề. Nó nặng nề. Cái chữ buồn bã mà sứ đồ Phi-e-rơ dùng ở nơi đây, đây là cái từ ngữ mà trước đó được dùng để nói về sự đau buồn thống khổ của Chúa Giê-xu ở trong vườn Gethsemane. Nó không phải là sự đau buồn bình thường đâu, đây là một cái sự thống khổ. Và rồi cũng cái từ ngữ này sứ đồ Phao-lô dùng để nói về cái sự buồn rầu của một người khi người thân yêu của mình qua đời, trong Tê-sa-ca-nhất đoạn 4 câu 13. Như vậy thì cái sự buồn bã ít lâu mà sứ đồ Phi-e-rơ đề cập ở đây, nó không chỉ đơn thuần là những cái đau khổ về thể xác đâu, mà nó còn là cái nỗi thống khổ về tinh thần của mình. Nó bao gồm cả sự buồn bã, phiền muộn, thất vọng và cả sự lo lắng. Và sứ đồ Phi-e-rơ đã dùng một cái hình ảnh, đó là vàng được tinh ròng qua cái việc thử lửa. Tôi nói với quý vị rằng trong tuần qua tôi được phước bởi vì tôi gặp những cái người rất là đặc biệt. Chị Mỹ chị giới thiệu cho tôi một số người để tôi đi làm chăm cứu cái chân tôi. Tôi cũng làm biếng đi lắm. Rồi vợ tôi đi, tôi ở nhà. Rồi tôi lái xe thì cũng nó không có được linh hoạt. Nhưng mà tôi ngồi tôi nghĩ tôi nói thôi, để đi tôi lên tôi coi mấy cái địa chỉ chị gửi cho tôi, 3-4 người vậy đó. Thì cuối cùng tôi thấy có cái ông ở gần nhà tôi nhất. Thì tôi chạy tới. Thì tôi vô tiệm ông á, thì ông mới khi vô phòng ông khám với tôi, ông nói tại sao mà anh gọi điện thoại cho tôi, cái số hiện lên nó ghi là Sacramento Vietnamese Alliance Church. Tôi cũng ngạc nhiên, số điện thoại tôi đâu có đăng ký cái tên đó đâu. Thì tôi nói với ông tôi là mục sư. Thì ông mừng quá đi. Ông nói ông cũng là người tin Chúa. Ông là chấp sự, là đi trình của một cái nhà thờ Mỹ của vùng Elk Grove. Và
tôi bắt đầu tôi mới nhìn thì tôi mới thấy rằng trong cái phòng khám bệnh của ông là treo cổ gốc, trong đó có Philip đoạn 4 câu 13, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban ơn sức cho tôi. Và ông chia sẻ lời Chúa cho tôi, ông nói cho tôi đủ thứ hết. Và đặc biệt là ông nói cho tôi về cái việc rằng là ông khám cho tôi mà không biết ông có tìm ra bệnh không. Thành ra ông khám một hồi cái ông nói: "Ê, pastor, anh phải biết rằng là có nhiều chuyện mình không thể hiểu hết được trong cuộc đời này đâu, mình không biết tại sao nó xảy ra, cái ông khám không ra rồi." Thành ra là mình cuối cùng mình phải tin Chúa rồi. Ông nói cho tôi đủ thứ rồi, ông nói Phao-lô rồi, ông nói vàng thử lửa rồi, ông nói, ông hỏi tôi là biết mấy cái jewelry, mấy cái nữ trang không? Ông nói là để ra cái nữ trang này thì cái cục vàng nó phải làm đủ thứ để ra nữ trang. Ông nói quyên thiên luôn. Tôi cũng nằm ở tôi nghe ông nói. Ông nói xong thì tôi nói với ông rằng là tôi là kỹ sư về luyện kim, tôi học chuyên ngành về kim loại. Ông mới sẵn hồn nó: "Ủa vậy nãy giờ tôi nói là ông biết hết rồi hả?" Nó nói: "Tôi biết hết rồi. Tôi là kỹ sư về luyện kim. Và quý vị biết rằng tôi rất rành về cái chuyện mà tinh luyện kim loại. Cho dù tôi chưa bao giờ tôi tinh luyện vàng hết, nhưng mà tôi trong cái chương trình học của tôi làm tinh luyện về đồng. Và cái luận án tốt nghiệp của tôi là tôi làm tinh luyện về thiết. Thiết là một cái kim loại không quý. Người ta gọi nó là không phải là kim loại quý, nhưng mà nó là kim loại hiếm, rare metal. Nó là kim loại hiếm, tại vì nó còn rất ít và chính vì vậy nó rất đặc biệt. Và quý vị biết không, để ra một cái thỏi thiết mà nó ở cái hàm lượng tinh khiết là 99.99% thì nó cực vô cùng. Cái quặng thiết mà đào dưới đất lên á, nó đen thui và nó rất là dơ, ở trong đó nó đen lắm. Và chúng tôi phải đem cái đó, chúng tôi bỏ vào một cái lò ở một cái nhiệt độ cao để rồi những cái chất dơ nó nổi lên trên và chúng tôi lấy cái thiết ra. Nhưng nó chưa phải là xong. Để mà tiếp tục có một cái cục thiết mà có thể sử dụng được á, thì chúng tôi phải cho nó qua một cái lò thứ nhì. Và chúng tôi phải đốt nó lên, chúng tôi phải bỏ những cái hóa chất vô để làm gì? Để chất, tất cả những cái tạp chất nó kết tụa lại. Và trong đó chúng tôi bỏ vào đó những cái hóa chất, mà những cái hóa chất nó nguy hiểm đến nước mà. Khi chúng tôi bỏ vào, chúng tôi phải đi ra khỏi cái phòng. Cho đến khi nào cái tiến trình nó xong, chúng tôi mới vào. Bởi vì chỉ cần hít cái hơi nó vô, chúng tôi sẽ chết. Nó nguy hiểm đến như vậy. Để làm gì? Để cuối cùng ra được một cái thỏi thiết 99.99%, một cái thỏi thiết sáng bóng từ một cái cục quặng nó đen thui cho đến khi ra một cái thỏi thiết trắng sáng bóng và sử dụng được. Nó là cả một cái tiến trình. Ở nơi đây Chúa cũng nói như vậy. Và để tín đồng chúng ta, Đức Chúa Trời cũng phải tôi luyện chúng ta, Đức Chúa Trời cũng phải đem đến cho chúng ta những cái thử thách. Nó không phải đơn giản để mà tách ra những cái tạp chất ra khỏi con người chúng ta, thì những cái thử thách nó cũng phải nặng nề để nó khiến cho chúng ta trưởng thành. Ngày hôm nay những người giảng dạy tin lành thịnh vượng hay là phong trào lời nói đức tin, họ cho rằng nếu như một người là con của Chúa thì người đó sẽ thịnh vượng, người đó sẽ khỏe mạnh, người đó sẽ giàu có. Nhưng đó không phải là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Cái điều mà Đức Chúa Trời quan tâm không phải là sự thịnh vượng của chúng ta. Cái điều mà Đức Chúa Trời quan tâm không phải là sự giàu có của chúng ta. Cái điều mà Đức Chúa Trời quan tâm không phải là sự bình an của chúng ta. Điều mà Đức Chúa Trời quan tâm đó là đức tin của chúng ta. Điều Đức Chúa Trời quan tâm là đức tin của chúng ta hơn là Chúa quan tâm đến sự an vui, sự thịnh vượng của chúng ta. Và chính vì vậy Chúa để cho những cái thử thách mà Kinh Thánh nói rằng nó khiến cho chúng ta trở nên buồn bã thống khổ. Có một cái điều rất là đặc biệt là tại sao sứ đồ Phi-rơ lại dùng cái hình ảnh vàng được tinh chế qua lửa mà ông không dùng cái hình ảnh là cục sắt được tinh chế hoặc là cục thiết giống như tôi vậy được tinh chế mà là vàng. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì vàng rất là quý. Và cái người luyện vàng họ sẽ rất là quý cái sản phẩm mà mình tạo ra. Họ làm mọi cách, họ trân trọng nó, họ đưa nó qua lửa, nhưng mà họ không để mất đi một cái miligram nào hết, tại vì nó rất là quý. Và Đức Chúa Trời thử thách chúng ta là bởi vì Ngài quý chúng ta. Đức Chúa Trời thử thách chúng ta là vì Ngài yêu chúng ta. Ngài đối với chúng ta không phải giống như một cái người chỉ huy ở trong quân trường áp dụng kỷ luật hà khắc một cách vô cảm đối với người lính mới. Không, Chúa áp dụng kỷ luật, Chúa thử thách chúng ta bởi vì Chúa yêu chúng ta, Chúa quý chúng ta. Ngài biết sự đau đớn của chúng ta trong cái chịu thử thách và Ngài cũng biết cả cái giới hạn của chúng ta. Chính vì vậy mà sứ đồ Phao-lô nói trong Côn Tô Nhất đoạn 10 câu 13 rằng không có cái sự thử thách nào vượt quá sức mình đâu, nhưng trong thử thách Chúa sẽ mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Và chúng ta thấy ở nơi đây có ba cái đặc tính chúng ta đã nói về sự thử thách. Đó là thử thách là cần thiết, thử thách là nặng nề, thử thách là tạm thời, thử thách là nặng nề. Và điều thứ tư, đó là thử thách rất là đa dạng. Ở nơi đây sứ đồ Phi-rơ nói rằng sự thử thách trăm bề
Trong câu số 8, thử thách trăm bề. Trăm bề có nghĩa là gì? Trăm bề trong nghĩa đen có nghĩa là nhiều màu sắc. Trăm bề có nghĩa là nhiều màu sắc. Hay là nói theo tiếng Việt chúng ta, trăm bề có nghĩa là muôn màu muôn vẻ. Nói rằng sự thử thách là trăm bề là đa dạng có nghĩa là gì? Nói rằng sự thử thách là trăm bề là đa dạng có nghĩa là sự thử thách có thể đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nó có thể đến từ những người và những điều mà mình không hề nghĩ đến. Côrintô nhì đoạn 11 câu 12 câu 22 câu 29 này, này tôi mới nói cho hội thánh đó, Phaolô cho thấy sự đa dạng trong những cái thử thách mà ông đã từng trải. Ông chịu đau đớn trên thân xác, ông chịu đau đớn trên tinh thần, ông đối diện với sự chết nguy cơ đến tính mạng. Sự thử thách mà ông đối diện từ kẻ thù, nhưng nó cũng từ anh em, từ trong nhà, từ trên sông nước. Ông nói rằng máu đã đổ ra vì roi vọt và nước mắt ông cũng đã rơi bởi vì đau đớn, nước mắt ông đã rơi bởi vì sự phản bội của anh chị em mình, vì sự lo lắng cho anh em. Đó là sự trăm bề thử thách, sự đa dạng của thử thách. Gần đây tôi được nhắc nhở trở lại hình ảnh của vua Ô-xia. Ô-xia lên ngôi vua khi ông mới có 16 tuổi, cha thì bị lưu đày, đất nước thì tan hoang. Ông đối diện với kẻ thù nhiều nơi, nhưng mà Ô-xia đã kính sợ Chúa và đã xây dựng một trong những triều đại vững bền của vương quốc Giu-đa. Ông đã vượt qua những cái thử thách ở cái hoàn cảnh khó khăn bên ngoài, nhưng rồi Ô-xia lại thất bại chua cay khi ông đối diện với một cái kẻ thù vô hình. Nó nằm ở bên trong con người ông, đó là sự cám dỗ của sự kiêu ngạo. Ông không lường được. Ông đối diện với kẻ thù, ông lường trước được. Ông đối diện với khó khăn, ông lường trước được. Nhưng ông không nghĩ rằng chính mình là kẻ thù của mình. Chính con người của mình, sự kiêu ngạo đó là kẻ thù của ông. Ông thất bại trong cái thử thách đó. Chúng ta có thể đương đầu với những cái sự chống đối tấn công bằng lời nói của những người bên ngoài, những người không biết Chúa. Nhưng rồi nhiều lần chúng ta gục ngã trước những cái lời nói vô tâm xúc phạm từ những người thân trong gia đình của mình, từ anh chị em ở trong hội thánh chứ không ở đâu xa. Quý vị biết tại sao không? Một trong những lý do khiến chúng ta dễ thất bại trước những cái thử thách này là vì chúng ta có sự chuẩn bị đối phó với những người bên ngoài. Nhưng chúng ta nhiều khi không hề nghĩ rằng sự thử thách nó lại đến từ ngay những cái người gần gũi nhất, thân yêu nhất của mình. Chúng ta gặp những người không tin Chúa ở trong đối chúng ta, chúng ta không bị tổn thương. Nhưng khi chúng ta hầu việc Chúa trong hội thánh, những cái lời nói nặng nề, thiếu sự gây dựng, thiếu tình yêu của anh chị em trong hội thánh làm cho chúng ta gục ngã. Thì chúng ta dễ dàng khuyên răn người khác rằng phải kính sợ Chúa. Chúng ta dễ dàng nói với người khác rằng phải nhờ cậy Chúa đi, phải biết yên lặng. Nhưng mà khi chính mình bị tấn công, cái quyền lợi của mình bị thiệt hại, cái danh tiếng của mình bị oan ố, khi mà danh dự của mình bị xúc phạm, thì tôi nói thật với quý vị, dường như những cái bài giảng của mình, những cái lời khuyên răn, cái nền thần học chính thống nó cũng không cứu mình được. Chúng ta thất bại là bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình bị thử thách, bị tấn công, bị cám dỗ. Nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng chúng ta bị thử thách, tấn công, cám dỗ ngay tại những cái điểm mà chúng ta cho rằng mình mạnh nhất. Chính như vậy sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Côrintô trong tôi nói nhất chính 27 là xong tôi phải đại thân thể tôi một cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Nói rằng sự thử thách trăm bề là đa dạng, nó có nghĩa là sự thử thách đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng cũng có nghĩa là sự thử thách của mỗi người là khác nhau và không ai giống ai hết. Có bao giờ quý vị ganh tị, quý vị thấy rằng là ủa sao mình bị thử thách nhiều quá mà cái bà kia, cái ông kia trong nhà thờ cho thấy ông phay phay không có bị thử thách. Có bây giờ thấy hơi giận giận chút không? Nhưng quý vị ơi, đừng có than thân trách phận. Thiệt ra nó là tất cả đều chịu thử thách, mỗi người một cái góc cạnh khác nhau. Cái thử thách của tôi thì tôi thấy rất là nặng. Nhưng mà nhiều khi phố nhìn vô nó, ủa anh tính em thấy chuyện này đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà thiệt ra là tôi chịu gần chết. Rồi tôi nhìn phố, tôi cũng thấy phố nó mặt nó thàm thàm, hỏi bị gì. Nó kể ra tôi nói, ủa phố chuyện của em đâu có vấn đề gì đâu. Mỗi người trong chúng ta đều nhìn cái thử thách của người khác ấy, nó rất là đơn giản. Mà mình nhìn cái thử thách của mình rất là nặng. Nhưng quý vị ơi, thử thách đó là trăm bề. Mỗi một người chúng ta, Chúa sẽ dạy dỗ một cách khác nhau. Do đó chúng ta cũng đừng có vội vàng xét đoán nhau. Nhiều khi mình xét đoán người khác mà mình cẩn thận, bởi vì mình cũng có thể thất bại giống như anh chị em mình khi mình đối diện với cái thử thách giống như vậy. Thử thách trăm bề, đừng có phân bì, đừng có than thân trách phận. Nói rằng sự thử thách trăm bề là đa dạng, nó cũng có nghĩa rằng khi chúng ta vượt qua cái thử thách lần này thì không có nghĩa là mình có thể vượt qua những cái thử thách khác. Do đó hãy luôn khiêm nhường. Đừng nghĩ rằng tôi thắng được cái lần này có nghĩa rằng
tôi là ngon lành lắm rồi, tôi sẽ thắng nhân lần khác. Không, chúng ta phải luôn luôn khiêm nhường, luôn luôn hạ mình, luôn luôn tìm kiếm sự hướng dẫn và quyền năng của Thánh Linh. Có một điều rất là đặc biệt luôn quý vị, đó là cái từ ngữ trăm bề, cái từ ngữ nhiều màu sắc, cái từ ngữ đa dạng mà sứ đồ Phi-e-rơ dùng ở đây. Thì trong lá thư này ông chỉ dùng ở một chỗ khác, chỉ có hai lần trong lá thư này Phi-e-rơ dùng cái chữ này mà thôi. Lần thứ nhất ông nói về những thử thách trăm bề, và lần thứ nhì ông nói trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10 để ông nói về ân điển đa dạng của Đức Chúa Trời đổ trên chúng ta chỉ có hai lần. Một lần nói về sự rửa sạch và một lần nói về ân điển. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự thử thách mà chúng ta đối diện nó đa dạng, nó nhiều màu sắc. Nhưng đừng có nản lòng, bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời đối với chúng ta cũng như vậy. Thử thách đa dạng, thử thách nhiều màu sắc, nhưng đừng lo sợ, bởi vì sao vậy? Bởi vì ân điển của Chúa đối với chúng ta nó cũng đa dạng, nó cũng nhiều màu sắc như vậy. Nói một cái cách khác, không có sự thử thách nào chúng ta đối diện mà ân điển của Đức Chúa Trời không đáp ứng và không cung ứng cho chúng ta. Đó, đấy là bốn cái đặc tính của sự thử thách. Đó là cần thiết, đó là tạm thời, đó là nặng nề và nó rất là đa dạng. Thế thì thử thách đem đến cho chúng ta kết quả gì? Câu 7 phần B nói rằng sự thử thách sanh ra ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Sự thử thách sanh ra sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho ai? Cho Chúa. Khi mình chịu thử thách mình vượt qua đem vinh hiển cho Chúa phải không? Điều đó là đương nhiên. Nhưng ở đây sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng cho anh em. Chúng ta trải qua thử thách, chúng ta sẽ nhận được sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em, cho những tín hữu đã được trui rèn qua thử thách. Và sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển đó được ban cho những người trung tín với Chúa khi nào? Khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Trong sự trở lại của Chúa, chúng ta kinh nghiệm được tất cả sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển. Và ai sẽ làm điều đó cho chúng ta? Không ai khác hết. Đó chính là Chúa của chúng ta, là Chúa Jesus Christ. Thành ra Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 21 nói rằng: "Thời đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến mà hưởng sự vui mừng của Chúa." Và chúng ta có thể đối diện với những thử thách trong sự nhận biết, và trong ngày gặp Chúa, chính Chúa sẽ khen ngợi và tôn vinh chúng ta. Chúng ta nhớ rằng sự bắt bớ và khó khăn mà cơ đốc nhân chịu đựng, nó không phải là sự tận cùng, mà nó vượt trên đó là sự vinh hiển. Và trong cái hy vọng về sự vinh hiển đó mà cơ đốc nhân có thể chịu đựng được mọi điều mà cuộc sống đem đến cho họ. Tôi từ rất là lâu tôi rất thích tiêm thêm nhì đoạn 4 câu 7 câu 8, mà tôi cũng ao ước rằng là đến khi mà mình chấm dứt cái cuộc đời này, không biết lúc nào chấm dứt, mà Chúa cho đừng có đột ngột quá, cũng còn nói được vài ba câu trước khi chết, thì tôi nghĩ tôi sẽ đọc cái câu này. Tôi xin Chúa cho mình đến giờ phút đó có thể nói với Chúa rằng: "Con đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, và hiện nay mạo triều thiên của sự công bình để dành cho con." Mình có tin ra điều đó. Chúng ta sẽ đánh trận. Chúng ta ở trong một cuộc chạy. Chúng ta ở trong một cái công trường thuộc linh. Và nếu như chúng ta đánh trận tốt lành, chúng ta chạy xong cuộc chạy, chúng ta giữ được đức tin, thì chúng ta phải biết rằng mạo triều thiên của sự công bình là để dành cho chúng ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó. Và không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho những kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta sống với một cái lòng tin đó. Đó là cái kết quả của sự trui rèn đức tin của chúng ta. Chúa đem tất cả những cái sự thử thách đó để chúng ta trở nên vàng, và để đến ngày chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa, mạo triều thiên của sự công bình để dành cho chúng ta. Thế thì chúng ta đã biết đặc tính của thử thách, chúng ta phải biết kết quả của thử thách. Bây giờ trong thực tế, khi chúng ta đối diện với thử thách, chúng ta cần phải làm gì? Câu 8, câu 9 cho chúng ta ba cái nguyên tắc rất là quan trọng. Câu 8, câu 9 ghi rằng: "Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình." Có ba điều chúng ta cần có khi chúng ta đối diện với thử thách trong câu 8, câu 9. Chúng ta phải yêu Chúa, chúng ta phải tin Chúa, và chúng ta phải có sức của Chúa.
Chúng ta phải yêu Chúa, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mình. Nếu quý vị để ý, quý vị sẽ thấy rằng là Kinh Thánh rất là hay. Ở trong câu 3 đó, sứ đồ Phi-e-rơ dùng cái đại từ là chúng ta. Khi ông nói cái gì, ông nói là we, ông nói là our. Nhưng mà từ câu 6 trở đi á, thì ông đổi cái đại từ đó. Ông không nói là chúng ta nữa, mà ông nói là anh em. Ông nói là you, là your. Ông không nói we, our nữa. Tại sao vậy? Bởi vì bắt đầu từ câu 6 có cái sự phân biệt giữa ông và các tín hữu khác. Tại vì sao? Tại vì từ câu 3 trở xuống cho đến câu 5 á, đó là kinh nghiệm của tất cả Cơ Đốc nhân. Nhưng mà từ câu 6 trở đi đó, có một cái sự khác biệt từ Phi-e-rơ và những tín hữu. Sự khác biệt nó nằm ở chỗ Phi-e-rơ là người đã nhìn thấy Chúa Giê-xu trên đất, đã sống với Chúa Giê-xu, nhưng các tín hữu không nhìn thấy Chúa Giê-xu. Chính vì vậy mà ông nói rằng là Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu. Kinh Thánh rất là đặc biệt, không có sai sót bất cứ một cái chữ nào hết. Và ông nói rằng anh em, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu. Và cái từ ngữ yêu mến mà sứ đồ Phi-e-rơ dùng ở đây đó là một cái từ ngữ rất đặc biệt, nó là agape. Agape là tình yêu tuyệt đối, tình yêu vô điều kiện, là tình yêu mà Chúa yêu chúng ta. Và ông nói với chúng ta rằng hãy yêu Chúa bằng cái tình yêu agape. Phi-e-rơ là ai mà dám khuyên chúng ta câu này? Phi-e-rơ là ai mà dám khuyên chúng ta câu này? Và chúng ta nhớ rằng là ở trong văn đoạn 21, khi Chúa Giê-xu phục sinh và gặp gỡ các sứ đồ ở tại bờ hồ Tiberias, thì Ngài hỏi Phi-e-rơ 3 lần. Quý vị nhớ Chúa hỏi Phi-e-rơ điều gì không? Ngươi có yêu ta không? Lần thứ nhất, lần thứ hai, Chúa đều hỏi Phi-e-rơ rằng, ngươi có yêu ta, Chúa dùng chữ agape, ngươi có yêu ta bằng cái tình yêu mà ta yêu ngươi không? Và quý vị thấy rằng, trong cả 3 lần, Phi-e-rơ đều tránh không dùng chữ agape. Ông chỉ nói rằng, Chúa ơi, con yêu Chúa, và con yêu Chúa bằng cái tình yêu gọi là phileo, không phải là agape. Phileo là gì? Phileo trong tiếng Hy Lạp nó là cái tình yêu mà con người dành cho nhau, nó là tình bằng hữu, nó là cái tình yêu cho và nhận, tình yêu có điều kiện. Chúa hỏi ông rằng con có yêu ta bằng tình yêu mà ta yêu con không? Ông nói không, con yêu Chúa chứ, nhưng mà con yêu Chúa bằng cái tình yêu mà con dành cho những người khác. Tình yêu bất toàn, tình yêu có điều kiện, tình yêu cho và nhận. Con không thể nào yêu Chúa bằng tình yêu mà Chúa yêu con được. Và chúng ta thấy rằng là có thể vì sao mà trong giờ phút đó Phi-e-rơ từ chối yêu Chúa bằng tình yêu agape, có thể những cái thất bại trong quá khứ đã khiến cho Phi-e-rơ không còn tự tin vào chính mình nữa. Ông nhớ rằng trước đó mới có bao nhiêu ngày thôi mình đã chối Chúa, mình đã làm xấu hổ danh của Chúa. Bây giờ làm sao mình có thể dám nói với Chúa rằng con yêu Chúa bằng tình yêu agape? Ông cũng còn dám nói với Chúa giống như trước đây ông đã từng nói rằng dầu con phải chết với thầy đi chăng nữa con cũng sẽ chẳng chối thầy đâu. Thế nhưng một con người ích kỷ, một con người thất bại như vậy. Nhưng bây giờ cái Phi-e-rơ nhận lấy Đức Thánh Linh sau khi ông trải qua những cái năm tháng kinh nghiệm tình yêu và ân điển của Chúa Giê-xu bao phủ trên ông lớn là dường nào. Giờ đây Phi-e-rơ có thể yêu Chúa bằng tình yêu agape. Ông có thể yêu Chúa bằng tình yêu tuyệt đối. Và ông cũng muốn chúng ta, ông muốn được tín hữu cũng hãy yêu Chúa giống như vậy. Bởi vì Phi-e-rơ biết rằng chỉ có tình yêu dành cho Chúa sẽ giúp chúng ta đối diện với những cái thử thách một cách tốt nhất mà. Sáng thứ sáu á, khi tôi dậy thì tôi tịnh nguyện, tôi soạn bài giảng, thì tự nhiên Chúa nhắc nhở tôi về một anh em cũng là một mục sư ở một cái tiểu bang xa lắm ở bên miền Đông. Tôi gần đây tôi nghe ông đối diện với những cái thử thách và tôi điện thoại để tôi khích lệ ông lớn tuổi hơn tôi. Tôi gọi điện thoại cho nói chuyện với ông, anh em tâm sự với nhau trên điện thoại, và tôi thấy những cái thử thách mà đầy tớ Chúa đang đối diện đúng là trăm bề. Thử thách từ trong gia đình, thử thách cho đến hội thánh, cho đến mọi hoàn cảnh. Và tôi thấy ông thiệt sự là rất là tội. Tôi không biết làm sao ông có thể hầu việc Chúa trong một cái hoàn cảnh hội thánh như vậy nữa. Không có một cái nhân sự nào đứng bên cạnh ông, và tôi thấy nó có một cái sự cô đơn kinh khủng khiếp ở tại nơi đó. Và ông nói với tôi rằng có những cái người, kể cả người thân, đã nói với ông rằng mục sư ơi, mục sư rời chức vụ này đi. Mục sư có chắc rằng đây là cái chỗ mà Chúa đặt mục sư không? Tại vì từ ngày qua đây không có thấy cái gì gọi là may mắn, hay là phước hạnh, hay là gì. Tất cả chỉ là những cái khó khăn, những cái đau đớn, từ những cái vấn đề về thể chất cho đến cái tinh thần, cho đến mọi điều. Và chính tôi cũng thật sự, tôi thấy cái chức vụ này nó quá khó khăn. Tôi cũng có vài lời an ủi nâng đỡ ông. Và trong lúc mà tôi không biết mình sẽ nói như thế nào nữa, thì bất chợt
vị mục sư nó nói với tôi một cái câu mà tôi nhớ và tôi cảm động. Ông đang nói về tất cả khó khăn của ông thì tự nhiên ông ngừng lại và ông nói rằng, nhưng mà mục sư Tín ơi, Chúa của mình, ông nói là Chúa của mình, ông dùng cái chữ rất là đơn giản. Ông nói Chúa của mình khi thi hành chức vụ trên đất cũng đầy khó khăn, còn đau đớn và khó khăn hơn mình nữa. Sao mà tôi thấy thương Chúa của mình quá? Ông nói một câu rất là đơn sơ, rất là bình dị. Mới sao mà tôi thấy thương Chúa của mình quá? Tự nhiên ở trong giờ phút đó, cái vị mục sư đó không còn thấy những cái khó khăn mình đang trải qua nữa. Bởi vì tình yêu mà ông dành cho Chúa Giê-xu. Đấng mà Phi-e-rơ nói rằng, đấng anh em không thấy mà yêu mến. Tôi rất là cảm động. Rồi anh em chúng tôi cầu nguyện với nhau trên phone để gây dựng, để nâng đỡ đức tin cho nhau. Nhưng không có gì giúp chúng ta đối diện với sự thử thách tốt cho bằng chúng ta yêu Chúa. Khi tôi nói chuyện với vị mục sư nó xong, tôi trở lại với cái bài giảng tôi đang ngồi tôi soạn bài. Tự nhiên cái câu nói đó của đầy tớ Chúa làm cho tôi suy nghĩ, tại sao tình yêu của chúng ta dành cho Chúa nó lại nhỏ bé quá vậy? Thì chúng ta yêu Chúa được thì chúng ta làm được, nhưng mà tại sao tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa nhỏ bé vậy? Có vẻ nhiều người chúng ta nói là bởi vì tôi không thấy Chúa. Cái vấn đề không phải là chúng ta không thấy Chúa, nhưng chúng ta không yêu Chúa đủ, không yêu Chúa nhiều, là bởi vì chúng ta yêu mình nhiều quá. Chúng ta tập trung vào mình nhiều quá. Chúng ta nuông chiều mình nhiều quá. Chúng ta xem mình là trung tâm trong cuộc đời của mình. Thành ra chúng ta không yêu Chúa đủ. Chúng ta không yêu Chúa được là bởi vì tình yêu của chúng ta dành cho Chúa nhỏ bé, là vì chúng ta không nhìn thấy cái ân điển lớn lao mà Chúa ban cho chúng ta qua sự cứu rỗi và sự đổ huyết của Ngài. Chúng ta có bao giờ chúng ta phải đổ nước mắt ra bởi vì chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta nó lạ lùng không? Cho đến khi nào chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta mới có thể yêu Chúa được. Chúng ta chưa thật sự thấy được cái giá trị của sự cứu rỗi, của sự đổ huyết của Chúa đem về với chúng ta. Và ngay trong hiện tại, có bao giờ chúng ta thấy sự kiên nhẫn của Chúa với những sự cứng lòng của chúng ta không, cho đến giờ phút này? Chúng ta không yêu Chúa được bởi vì chúng ta không nhìn thấy tất cả những điều đó. Và chúng ta cũng không yêu Chúa được là bởi vì cái thời gian của chúng ta, cái cuộc đời chúng ta không có chỗ để dành cho Ngài. Bởi vì toàn bộ thời gian của chúng ta là để chúng ta kiếm tiền, chúng ta làm giàu, để chúng ta thụ hưởng, để chúng ta ganh đua với đời, để chúng ta hơn thua với đời, để chúng ta vươn lên trong xã hội, để cho những lạc thú, để cho những tiện nghi của mình, để cho những người mà mình yêu mến. Nhưng chúng ta không có thời gian và không có chỗ cho đấng yêu thương mình. Và chính vì vậy mình không có tình yêu đủ với Chúa, và chính vì vậy mình cũng không có cái sức lực để mình đối diện với những cái thử thách xung quanh. Sứ đồ Phi-e-rơ nói với chúng ta là để đối diện với những thử thách chúng ta phải yêu Chúa, nhưng tình yêu đó phải dẫn đến điều thứ nhì là chúng ta phải tin Chúa, phải có đức tin nơi Chúa. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài. Chúng ta yêu Chúa là đấng chúng ta không thấy, và chúng ta cũng sẽ tin Chúa cho dù chúng ta không thấy Ngài, và chúng ta vui mừng lắm một cách không xiết kệ và kinh nghiệm và kinh nghiệm để đối diện với thử thách trăm bề. Tín hữu phải yêu Chúa cho dù không thấy Ngài. Và khi yêu Chúa thì chúng ta cũng sẽ tin Ngài ngay khi chúng ta không thấy Ngài. Chúa Giêsu nói với ông Thô-ma khi Chúa sống lại trong 20, trong Giăng 20 câu 29, Chúa nói rằng: Đức Chúa Giêsu phán, vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin. Chúng ta không thấy Ngài gì. Thật sự chúng ta không thấy Ngài, nhưng chúng ta thấy công việc ấn điện của Ngài trên cuộc đời chúng ta mà. Nếu không có Chúa làm sao cuộc đời chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi và kinh nghiệm được sự biến đổi của Chúa cho ngày hôm nay? Chúng ta không thấy Chúa mà chúng ta thấy công việc của Chúa mà. Chúng ta không thấy Chúa nhưng mà chúng ta có thể kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, sự quan phòng của Chúa bao phủ đến cuộc đời chúng ta. Và chính tình yêu khiến chúng ta tin Chúa, và đức tin nơi Chúa sẽ khiến chúng ta yêu Ngài hơn. Bởi vì, và chính cái tình yêu và đức tin đó khiến chúng ta có thể vui mừng ngay khi trải qua những cái thử thách trăm bề và buồn bã. Có quý vị ơi, cái ông bác sĩ mà ông làm chăm cứu cho tôi sáng hôm thứ Sáu, ông nói cho tôi rất là nhiều, ông chia sẻ với tôi trong lúc ông chăm cứu cho tôi, và ông nói với tôi rằng có nhiều điều đúng là mình không hiểu hết, nhưng mà mình tin nơi sự tốt lành của Chúa. Quý vị ơi, đúng như vậy, chúng ta tin nơi sự tốt lành của Đức Chúa Trời ngay cả trong những cái thử thách đau buồn nhất. Vì chúng ta tin rằng những điều này đã được gửi đến cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời sử dụng những cái sự buồn bã, bất chính do sự thù địch của con người gây ra. Nhưng cuối cùng, Chúa sẽ làm cho những điều đó trở nên có lợi ích cho con cái của Ngài. Và tại nơi đây, một lần nữa chúng ta khẳng định mà về cái sự kỳ diệu của giáo lý về sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Ý định của thế gian khi bắt bớ tín hữu là xấu xa. Những người làm hại chúng ta, những người nói xấu chúng ta, những người tấn công chúng ta, họ là những người xấu và họ phải chịu trách nhiệm về điều đó. Nhưng vượt trên cái hành động xấu xa của họ thì Đức Chúa Trời lại có cái ý định tốt với chúng ta. Và đó là điều mà sứ đồ Phao-lô nói rằng mọi sự hiệp đại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Bàn tay của Đức Chúa Trời đang ở trong những cái thử thách mà những kẻ ác áp đặt lên chúng ta một cách bất công. Và bàn tay của Đức Chúa Trời đánh bại cái ý định xấu xa của những kẻ làm tổn thương chúng ta, và Ngài sử dụng trong sự quan phòng nhân từ của Ngài những cái kinh nghiệm khác nhau về hoạn nạn và đau đớn, vì sự vinh quang của Ngài và vì sự gây dựng cuối cùng của chúng ta. Có nhiều người nói rằng là khi chúng ta đối diện với điều ác, Chúa cho phép nó xảy ra, nhưng vượt trên sự cho phép. Đức Chúa Trời không chỉ cho phép những cái điều ác xảy ra để thử thách chúng ta, mà trên một phương diện Chúa còn chỉ định cái điều đó, Chúa còn để cho cái điều đó xảy ra. Và nếu như Đức Chúa Trời không liên quan gì đến sự chết hay là những nỗi đau khổ của chúng ta, thì chúng ta là những người đáng thương nhất ở trong tất cả mọi người. Chúng ta đối diện với những điều ác và chúng ta cay đắng, nhưng chúng ta biết là những điều này Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, đã chỉ định cho chúng ta. Chúng ta tin nơi sự tốt lành của Chúa. Sự an ủi mà chúng ta nhận được từ lời của Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Trời liên đới, Đức Chúa Trời có mối liên hệ với những đau khổ của chúng ta, đến mức là Chúa không những cho phép mà Chúa còn ấn định chúng, Chúa còn chỉ định chúng. Nhưng cái mục đích của sự ấn định, sự chỉ định đó luôn luôn là tốt lành và công chính. Thế thì chúng ta có đang tự lừa dối mình khi chúng ta tin vào một cái tương lai hư ảo nào đó không? Chúng ta ngồi đó chúng ta tin Chúa, chúng ta có thể như sứ đồ Phi-rơ đó là vui mừng lắm một cách thông xiết kẻ và vinh hiển. Chúng ta có đang tự lừa dối mình không? Cái vấn đề đó là ai là người hứa với chúng ta về cái tương lai đó? Tôi nhớ là năm tôi học lớp 10, tức là năm 1982, lúc đó tất cả các lớp học đều có một cái giờ học là học chính trị. Và chúng tôi được học về chính trị, về triết học Marx Lenin. Thì cô giáo dạy chính trị với tôi nói rằng là cô đã kích tôn giáo, và cô nói là thiên đàng là cái bánh vẽ của tôn giáo. Cái bánh vẽ đó, tức là cái bánh mà vẽ thôi, lấy mực vẽ thôi, chứ thiệt ra nó không có thật. Và cô nói rằng thiên đàng là cái bánh vẽ của tôn giáo. Khi đó tôi mới lớp 10. Thiệt ra lúc đó là tôi cũng không có phải là thiên liêng lắm đâu, nhưng mà tôi dân Quảng Nam mà ai nói thì tôi ưa cãi vậy thôi. Thành ra tôi mới đứng lên tôi hỏi cô là bà nói tôi lúc đó tôi lớp 10 mà tôi cũng đã láo cá lắm rồi. Thành ra tôi không có nói gì hết trơn, tôi chỉ hỏi, tôi gài gài bà tôi hỏi rằng là cô ơi, như vậy cái định cao của chủ nghĩa cộng sản là gì? Và bà cô tôi rất là hứng khởi, cô tôi nói rằng đỉnh cao của chủ nghĩa cộng sản đó là chủ nghĩa đại đồng. Tôi hỏi chủ nghĩa đại đồng là gì? Cô tôi nói rằng đại đồng là cái nơi mà người ta làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu. Có nghĩa là sức mình làm bao nhiêu mình cứ làm thôi. Sức mình một ngày làm được có một tiếng mình cứ làm tiếng, không ai bắt mình làm 8 tiếng hết. Làm theo năng lực nhưng mà hưởng theo nhu cầu. Mình làm một tiếng nhưng mà nếu mà nhu cầu của mình á là ngày đó là 3.000 đô thì mình cứ đi lãnh 3.000 đô. Đó là chủ nghĩa đại đồng. Mọi người sẽ ý thức làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu. Và nơi đó không còn giai cấp hay áp bức hay bất công gì. Tôi nói thao thao bất tuyệt và tôi lừa bà mà. Họ nói còn nhỏ cũng nấu cá thiệt chứ. Thì tôi mới khi bà nói tiếng không tôi mới hỏi cô em thấy chủ nghĩa đại đồng tốt lắm nhưng mà sau bao nhiêu năm hình thành có cái nước cộng sản nào đạt được chủ nghĩa đại đồng chưa? Liên Xô đạt chưa? Bà nói chưa. Thế là tôi biết bà vô rồi. Bà vừa nói chưa xong tôi nói vậy cô, vậy là chủ nghĩa đại đồng nó cũng là cái bánh vẽ của chủ nghĩa cộng sản mà thôi. Nó vẹ thôi chứ làm gì ai mà có chủ nghĩa đại đồng. Thì cô nói rằng thiên đàng là bánh vẹ của tôn giáo thì chủ nghĩa đại đồng là bánh vẹ của chủ nghĩa cộng sản. Tôi ngồi suy nghĩ này. Tôi nói rằng là cái tương lai tốt đẹp mà chủ nghĩa cộng sản hứa hẹn, hay là cho dù bất cứ chủ nghĩa nào đi chăng nữa, kể cả chủ nghĩa tư bản mà chúng ta đang sống ở đây hứa hẹn đi. Có nhiều người nói nước Mỹ là gì? Là cái thiên đàng. Nó không có thiên đàng nào ở đây hết trơn á. Cho dù bất cứ chủ nghĩa nào, chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa tư bản gì đi chăng nữa, tất cả cũng chỉ là bánh vẽ, là hảo quyền mà thôi. Vì sao vậy? Bởi vì đó là lời hứa, là lời bảo đảm của con người. Nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Nhưng chúng ta đối diện với thử thách, chúng ta tin nơi điều chúng ta đối diện. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là sự bảo đảm không phải của con người, mà là sự bảo đảm của Đức Chúa Trời. Đấng anh em không thấy mà yêu mến, dù bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài, là đấng mà chúng ta kinh nghiệm một cách rõ ràng rằng đó là đấng đã chọn chúng ta, đã tái sinh chúng ta, đã cứu chúng ta, đã và đang sống trong chúng ta, đã đang biến đổi cuộc đời chúng ta. Đấng nó hiện hữu một cách rõ ràng với chúng ta. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời, đó không phải là lời hứa của con người. Đức tin của chúng ta không hão huyền. Đức tin của chúng ta được vững bền ở trong đấng đã hứa với chúng ta là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta phải yêu Chúa, chúng ta phải tin Chúa và chúng ta phải có sức của Chúa nữa. Câu số 9 nói là nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Tín hữu không chỉ đối diện với thử thách bằng tình yêu, bằng đức tin nơi Ngài, nhưng chúng ta cũng bằng năng lực. Cái năng lực mà chúng ta nhận được như là cái kết quả của sự cứu rỗi linh hồn mình. Trong thời điểm này, thân thể chúng ta vẫn chưa được cứu rỗi. Chúng ta thân thể chúng ta chỉ được cứu rỗi, chỉ được sống lại trong ngày chúng ta gặp Chúa. Nhưng chúng ta đã kinh nghiệm sự cứu rỗi linh hồn mình. Chúng ta nhận được sức lực từ nơi Chúa. Đó là lý do mà sứ đồ Phaolô nói với thánh Philip rằng vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động trong lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Philip đoạn 4 câu 11, 13. Câu kinh thánh mà tôi bước vô cái phòng chăm cứu ông bạn, ông chăm cứu tôi, ông treo trên tường đó. Bây giờ tự nhiên tôi soạn bài giảng, tôi nhớ, tôi đọc cho quý vị rằng không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hệ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết sự chịu nghèo hèn, cũng biết được sự dư dật ở trong mọi sự và mọi nơi. Tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhà cải chánh giáo hội Martin Luther, ông nói rằng nếu tôi mà là Đức Chúa Trời đó, tôi nhìn thế giới này, chắc tôi đã đá cái thế giới này cho nó văng thành từng mảnh từ lâu rồi. Tôi không chấp nhận cái thế giới này. Nếu tôi là Đức Chúa Trời, tôi đá cái thế giới này. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời không phải là Martin Luther. Đức Chúa Trời không phải là con người. Và Chúa nhìn cả vào một cái thế giới lộn xộn này. Chúa nhìn tất cả con người chúng ta với những cái sự xấu xa nhất. Và Chúa có một cái chương trình cho chúng ta. Chúa chọn chúng ta. Chúa ban cho chúng ta ân điển cứu rỗi để rồi từ những con người vô dụng, chúng ta trở nên những con người hữu dụng cho Đức Chúa Trời trong việc thờ phục này. Quý vị biết câu 5 không? Anh Nhân nhảy lên nếu có câu 5 cho tôi. Cuối câu 5 ghi rằng là, câu 5 ghi rằng là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Tất cả chúng ta đều đọc cái cụm từ là hiện ra trong kỳ sau rốt, thì chúng ta nghĩ nó là kỳ tận thế, hay là cái thời điểm mà thế giới của chúng ta đạt đến chỗ tận cùng của nó, kỳ sau rốt Ngài Chúa trở lại. Thế nhưng ở trong tiếng Hebrew, trong tiếng Hy Lạp, cái mệnh đề này nó có nghĩa, nó không chỉ có nghĩa là kỳ sau rốt, nó không có nghĩa là cái kỳ cuối cùng của trái đất này, của thế giới này, nhưng nó cũng có nghĩa là khi mà một cái điều tệ hại nó đạt đến cái chỗ tệ hại nhất. Khi một điều tệ hại đạt đến chỗ tệ hại nhất, và như vậy khi mọi sự nó đạt đến giới hạn cuối cùng của nó, khi sự thử thách nó đạt đến cái chỗ nặng nề nhất, khi mà chúng ta ở cái chỗ tệ hại nhất của những điều tệ hại, thì ngay lúc đó quyền năng cứu rỗi của Chúa cứu thế sẽ được bày tỏ trong chúng ta. Không có sự thử thách nào vượt quá sức anh em. Chúng ta cảm ơn Chúa về tất cả những điều. Thành ra ở nơi sáng hôm nay trong bốn câu kinh thánh này, chúng ta thấy những cái đặc tính của thử thách. Chúng ta thấy được cái mục đích của thử thách. Chúng ta thấy được cái kết quả của thử thách. Chúng ta biết cái cách mà chúng ta đối diện với nhau. Một lần nữa chúng ta trở lại với câu 6. Anh em vui mừng về điều đó. Anh em vui mừng về điều đó. Hiện tại đau khổ và sự vui mừng. Sự vui mừng này không phải nằm trong tương lai. Sự vui mừng này nằm ngay trong hiện tại của sự đau khổ. Làm sao mà chúng ta có thể liên kết được giữa cái niềm vui và sự đau khổ với nhau? Chúng ta không biết. Về lý thuyết chúng ta không giải thích được. Làm sao mà giữa đau khổ buồn bã phải tuôn đổ nước mắt ra mà lại có thể vui mừng được? Chúng ta không biết được. Nhưng đó là cái kinh nghiệm của chúng ta nếu chúng ta thật sự là con cái Chúa. Nó sẽ là cái kinh nghiệm chúng ta nếu chúng ta yêu Chúa và chúng ta tin cậy Ngài. Những ngày gần đây, tôi nói như vậy là tôi cảm ơn Chúa về quyển sách mà tôi đọc. Tôi có đọc một quyển hồi ký của một cái người giáo sĩ, bà tên là Helen Rosevier. Bà sinh 1925 và bà mới về với Chúa năm 2016. Một nhà truyền giáo người Anh, bà là một bác sĩ. Bà tốt nghiệp ở một trong những cái trường danh tiếng của thế giới, trường Cambridge, và bà dâng mình hầu việc Chúa ở tại Congo. Năm 1964 thì trong cái cuộc nổi dậy chính trị ở Congo thì nhà của bà bị phiến quân đột kích rồi
bà và những người khác bị bắt và bị giam giữ. Sau đó bà cố gắng bà trốn thoát thì bà bị bắt lại. Và trong cái thời gian đó bà bị đánh đập. Người ta bẻ răng của bà, người ta đánh bà. Và cái điều nặng nề nhất, người ta hãm hiếp bà. Và cái cuốn sách mà tôi đọc cuốn hồi ký của bà, cái tựa đề là Give Me This Mountain. Vì bà nói về cái kinh nghiệm của mình như sao? Bà nói rằng, tôi đã không cầu nguyện. Tôi không thể cầu nguyện. Có những anh chị em ở quê nhà đang tha thiết cầu nguyện cho tôi. Và nếu như tôi cầu nguyện bất kỳ lời cầu nguyện nào, thì lời cầu nguyện nó sẽ là Chúa ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Và bà nói rằng, trong cái giờ phút kinh khủng đó, đột nhiên, bà kinh nghiệm được rằng có Chúa đang hiện diện. Bà nói rằng, tôi không nhìn thấy một cái hải tượng nào hết, tôi cũng không nghe thấy một giọng nói nào hết. Tôi chỉ biết với từng chút một trong con người mình rằng, Chúa thật sự ở đó, một cách sống động. Đức Chúa Trời trong tất cả uy nghi và quyền năng của mình, Chúa giang tay về phía tôi, Ngài bao bọc tôi với tình yêu của Ngài. Và khi kể lại câu chuyện đó, bà Helen Rosevere, bà đã hướng người nghe của mình đến với Chúa Giêsu một cách rõ ràng và đơn giản. Bà nói rằng, thật tuyệt vời, đặc ân đã được đồng nhất với đấng cứu rỗi của chúng ta. Một cái từ trở nên rõ ràng đến khó tin. Ngay trong thời điểm đó đối với bà, đó là từ đặc quyền. Đức Chúa Trời không cất đi nỗi đau hay sự tàn ác hay sự sỉ nhục. Không, tất cả đã ở đó. Nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn khác. Nó ở bên Ngài, nó vì Ngài, nó ở trong Ngài. Ngài thật sự đang trao cho tôi đặc ân vô giá, là tôi được chia sẻ bằng một cách nhỏ nhoi nào đó khía cạnh thông công về nỗi đau khổ của Ngài. Một kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Mình làm sao mình hiểu được một người phụ nữ bị bắt, bị đánh đập, bị cô đơn ở một nơi vậy, bị hãm hiếp. Và trong chính cái kinh nghiệm cùng cực đó, cái chỗ mà tận cùng của sự gian ác, tận cùng của điều tệ hại đó, ở ngay chính trong cái sự tận cùng đó, quyền năng của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong chúng ta. Tôi nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm được điều này. Có một cái quyển sách được viết bởi một cái tác giả là Catherine Newson. Bà viết rằng tất cả chúng ta cần phải học và dạy rằng khoảng thời gian ngắn ngủi tạm trú trên thế gian này không phải vì mục đích thoải mái và thịnh vượng, mà là vì tất cả các loại thử thách sẽ đến với niềm vui. Trong đó chúng ta có thể vui mừng với tư cách là những người được nâng đỡ bởi niềm hy vọng của phúc âm. Cảm ơn Chúa. Tôi chỉ muốn kết thúc với quý vị. Thiệt ra tôi bài giảng tôi xong rồi. Ở đây xong. Cuối tuần ngày qua khi tôi qua hội thánh Albuquerque ở bên New Mexico thì có một cái ông tín đồ trong giờ ăn, ông tới ông ngồi nói chuyện với tôi. Ông là một cái người rất là lớn tuổi, một ông Mỹ trắng lớn tuổi lắm. Ông ngồi cái bên ông nói chuyện, ông chia sẻ với tôi. Ông khoe với tôi, ông có một cái tủ sách có cả trăm cuốn sách trong đó. Ông nói những cái cuốn sách của ông thì tôi cũng biết những cuốn sách đó, tôi cũng chia sẻ với ông về sách tôi đọc. Thì chiều hôm đó nói chuyện với ông xong, tối tôi tới nhà thờ tôi giảng tiếp á, thì ông lại quay tới nhà thờ ông nhóm buổi tối. Và ông tới á, ông cầm cho tôi 5-6 cuốn sách. Lần đầu tiên tôi đi giảng mà có người tặng sách cho tôi. Thường người ta tặng đồ ăn rồi không có sách cầm về. Và tôi cầm về thì ngày hôm qua tôi mở ra, ở trong nó có một cái quyển sách. Nó có cái tựa đề là The Red Sea Rules, là những cái nguyên tắc của Biển Đỏ, của tác giả là Robert G. Morgan. Và tối hôm qua tôi khởi đầu tôi đọc cuốn sách này. Và quý vị biết lạ lùng lắm, cuốn sách đó nói về những gì mà Peter đang nói ở đây này, những gì mà tôi giảng sáng hôm nay. Và sáng hôm nay tôi thức dậy, tôi ngồi tôi ghi lại cái kết luận của cái chương đầu tiên, có 10 cái rule để mình đối diện với khó khăn. Và đây là cái nguyên tắc thứ nhất. Tôi muốn kết thúc bằng việc đọc cái nguyên tắc này. Ông Robert J. Morgan, ông nói rằng cái nguyên tắc thứ nhất là khi chúng ta ở trong cái hoàn cảnh bị thử thách khó khăn, chúng ta phải luôn luôn biết rằng tôi ở đây là bởi sự chỉ định của Đức Chúa Trời, ở trong sự gìn giữ của Ngài, ở dưới sự huấn luyện của Ngài, theo thời điểm của Ngài. Ông biết cái kết luận, I am here by God's appointment, in His keeping, under His training, for His time. Và đây là cái nguyên tắc đầu tiên. Tôi không biết quý vị đang ở trong cái thời điểm nào trong đời sống, nhưng hãy nhớ rằng tôi đang ở trong cái thời điểm này, ở trong những cái thử thách này là bởi sự chỉ định của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi vẫn đang ở trong sự gìn giữ của Ngài, tôi đang ở dưới sự huấn luyện của Ngài và theo cái thời điểm của Ngài. Chúa ban phước cho chúng ta bước đi một cách mới mẻ trong cuộc sống với Chúa mọi người. Mời thánh linh